Dạy nào các con ơi, đã đến giờ đi học rồi. Đã qua 10 phút rồi, cậu cho thêm 10 phút rồi. Hai đứa đi học. Ngày hôm nay là ngày Ri đi học. Đúng không? Dạy đi con ơi, 6 giờ 10 rồi, không phải 6 giờ nữa. 6 giờ 10 rồi. Thay đồ đi học. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Quá trời quá trời quá trời. Dạy con ơi, xếp đồ hết chưa? Ai đi? Xếp đồ hết chưa? Xách vở. Sáng sớm mấy giờ là chị dâu dậy vậy? Chị dâu. Cuộc sống đất nước Phú Yên. Chị dâu làm sữa chua từ lúc mấy giờ chị? À, 5 giờ là mình chế sữa. Sữa chua này hả? Hôm qua thấy có người hỏi mà hết đó chị. Ý là sẽ làm trước khi chồng nó dậy á. À. Nó dậy phải lo cho nó đi học nên làm trước. À, vậy hả? Ừ. Chứ còn làm lúc nào cũng được. Còn buổi buổi trưa là chị đi ấy thêm cái kia nữa không? Ừ, làm mà chưa qua review quán phở. Ủa như quán phở đó của cậu Thành phải không ta? Đúng rồi. Dì Thùy rủ em hồi bữa ở Sài Gòn, dì Thùy rủ qua ăn bún bò Huế dì Thùy nấu, rồi dì Thùy kêu chứ làm với dì Thùy bán bún bò Huế. Ủa cái này là pha trước hả chị? Pha trước ban đêm hả? Không, chị dậy chị làm luôn. Ủa vậy hả? Nó còn nóng rồi. À, thơm lắm, mọi người thì thấy nóng còn thơm lắm. À, hồi nãy chị nói mấy giờ em chưa nghe rõ. 5 giờ. 5 giờ sáng nha mọi người, tại Huy là 4 giờ rưỡi là Huy dậy rồi. Tại vì Huy Huy ngủ không có được. Ngủ được 2 tiếng, kêu hai đứa nhỏ dậy. Bố mẹ thì ngủ trong phòng này, thường thường hai đứa nhỏ nó ngủ trong phòng này mà Huy về hai đứa nhỏ nó thích ngủ với Huy. Bố mẹ đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi đó, mẹ cũng dậy sớm lắm mọi người. Bây giờ Huy sẽ đi kiếm một cái món ăn yêu thích buổi sáng. Chị biết em thích ăn gì không? Hồi xưa em đi học em thích ăn cái xôi ở cái bà bên đây nè. Bà bán có một tiếng là hết rồi chị. Ăn không em? Cô đó nghỉ rồi. Chết cha vậy không? Ờ ờ. Ờ ờ. Mẹ nó nghỉ lâu rồi. Chị về đây nghỉ lâu rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi sao vậy ta? Hôm qua hen gì thấy bà nhìn. Ủa thấy bà vẫn còn đó mà sao bà nghỉ ta? Mẹ thấy chắc yếu, sức khỏe yếu không có làm nữa. Nghỉ rồi, chị về đây là đâu có mua được mấy lần đâu, nghỉ rồi. Chị cũng thích ăn hả? Chị ăn được một hai lần mẹ mua đó. Ngon chứ hả? Ờ. Bạn làm nước dừa ngon. Trời ơi em tính quay sáng nay là tính dậy sớm là ngủ không được, sẵn quay cái cô đó luôn. Trời ơi vậy thôi em đi ra em kiếm cái gì. Không khí 6 giờ sáng rất là tươm tất nha mọi người. Mọi thứ rất là bình yên ở quê Huy. Ở hàng xóm thì có người bán thịt bò bên đây nè, cô Đào quá mọi người. Thịt bò giao cho mấy quán phở này đó. Ai mua thịt bò qua ủng hộ cô Đào nha. Cô bán ở trước nhà đó, cô giao cho mấy quán phở ở Phú Yên. Ở bên kia có quán phở, đây là có cái cô đây, cô Lan bán bánh xèo ngon lắm. Nhưng mà cô bán buổi chiều tối mà sao bữa nay thấy buổi sáng bán luôn ta. Ủa không phải, đây là buổi sáng bán cháo lòng. Buổi chiều bán đồ ngon lắm. Buổi sáng là cô khác bán cháo lòng. Đó, xung quanh. Mấy cô hàng xóm nhìn cười không dám lại phòng món. Sợ mắc cỡ lắm mọi người. Đó, ở đây là má đại phở. Mọi người kêu Huy đi. Trời ơi, Huy đi tìm cô bán xôi ăn rồi thấy má Huy ngồi bên đây. Đi biển đi. Con nói chị Ngọc là con đi sáng nay ngủ không được, con đi
chính qua kiếm xôi cái cô đây nè. À xôi cô bị lâu rồi con. Vậy hả? Con thích ăn xôi của cô chào đó. Chào cô đi con, chào cô Thu đi con. Con chào con Thu. Chào chị kìa. Giống hè hả? Giống hè kìa mọi người. Chị đây kêu hơi giống chị Hà. Thiệt đó hả? Giống thiệt đó chứ. À. Đây là bánh căn nha, bánh căn có trứng cút, ngon lắm nè. Còn cô, à cô bán hẹn. Xôi là cô thì, cô này lớn tuổi, cô làm chú mất á. Cô làm không có sợ. Vậy hả? Cô mán ngồi đây chơi hả? Mán ngồi con mua bánh nè. À vậy hả? Tưởng qua ngồi tám chuyện chứ. Đâu có, họ buổi sáng. Người ta buông. Bác sĩ Viên Hải, để hồi con yeah. Đi là con thằng gì đã giờ nó học bác sĩ Sài Gòn đó con. Dạ con. Dạ. Dạ con về nhà má. À về rồi má, về má đi. Ai ngờ đi kiếm cô bán xôi thấy cô má ngồi đó. Cô má mua cho bánh căn về ăn đó mọi người. Ở đây cô Loan nè, nhà của cô Loan nè. Cô Loan bán gạo. Chúa Ari ngày đầu tiên đi học trở lại. Năm nay đi ngày học sao? Đầu tiên gì? Ủa sao nói ngày đầu tiên? Bây giờ hết thì là ngày đầu tiên ngày khai giảng phải không? Ừ. Phải không? Đúng rồi mẹ. Lớp 4 mà ngày đầu tiên đi học gì? Con lớp 4 rồi. À ấy là ngày đầu tiên trong năm á. Con đi học con mặc đồ dễ thương quá ha. Đọc. Đồng. Trường này là trường khác chứ hồi xưa Huy mặc là mặc quần xanh áo trắng. Có cái cà vạt dễ thương quá không? Có cái vạt, cà vạt màu đỏ đúng con không? Con thắt lại, con thắt lại. Ừ. Thắt đó. Đấy, còn hôn với cọng cột nha. Đem cọng hôn vô vô, ai đây? Rồi con kêu rồi. Thôi lên kêu qua cho mẹ đi, lên kêu qua vậy cho mẹ đi con. Xuống chưa? Con thay đồ nhanh lên. Ồ, chưa thay đồ nữa qua. Ở đâu? Cậu đâu biết đâu con, ở đâu? Anh quay mà ăn. Con lên lấy đi. Con cậu đâu có biết đâu mà kêu cậu trễ rồi con. Cậu lên là thấy cái đồ chỗ này này. Nhưng mà chỗ này cậu đâu biết. Đâu à. Ngồi yên như ngoài, ngồi xếp rồi thôi. Mẹ biết chỗ không? Để con thắt đâu nữa nha. Mẹ lấy cho mẹ con ơi. Không thắt con rít dễ thương hơn hả? Không, giờ cũng kịp đâu con, em ăn. Trời, con thắt nhanh lắm, con thắt 1 phút 30 giây mới lên. Cắt ra nơi cột tóc hai sơn được rồi cậu. Vậy hả? Con thích hai sừng. Hai sừng là giống như một cô gái Hà Nội tinh nghịch. Con nhờ, con biết Hà Nội không? Những cô gái ở Hà Nội thường thắt những cái biếm tóc như thế này chia làm hai. Sao con cười vậy con? Có gì đâu mà buồn cười. Cậu nói thật đấy. Không, cái tóc này thì quý sợ tóc. Quý sợ tóc? Không, tóc này là một kiểu tóc rất là tinh nghịch con nhé. Không có quý sự tộc, nó rất là trẻ trung ấy. Đây là bánh căn quê Huy của cái cô hàng xóm bán. Được không? Dạ. Mở vào hộp ủ 6 tiếng là xong. Ai tới xin mua nha. Mua hôm qua đã hết rồi đó. Hôm nay là thường thường bán là một trong ngày hả chị? Cái này đấy. Em làm để được cả tuần luôn hả? À rồi, để cả được cái dâu ua, để được cả tuần. Ủa thì cái đông lạnh là để lâu ơi là lâu cũng được mà hả? Để ngăn đá đó hả? Mình để ngăn mát mà. Để xua mình để ngăn mát. Ờ, ngăn mát là được 6 ngày nha cả nhà, một tuần. Mời cả nhà ăn bánh căn quê Huy. Má bánh căn nhiêu một phần đó vậy má? Bánh căn nhiêu một phần con biết không?
À, Ari đeo bông tai 30.000. Ari đeo bông tai của cậu khoe cho mọi người coi thôi. Bông tai của Thái Lan đem về nè. Em đeo bông tai đẹp chưa cả nhà ơi? Cậu, anh hai vừa thay đồ xong. Bây giờ hai anh em sẽ đi học. Trường tới đón nha cả nhà. Chúc con đi học vui vẻ nha. Xe tới rồi. Đây đây, anh con sắt cái này đây mình cho cháu ấy. Đây đây, được con sắt. Không, không cần đặt để em sắt luôn, cái này con sắt. Bye bye hai đứa nha. Hồi nãy hai đứa nhỏ nó ăn bánh căng chưa mẹ? Ủa vậy đi học không ăn vậy sao? Đi học mà không ăn thì đói bụng sao? Sao học được? Có hả? Trên trường có đồ ăn. Con riêng buổi sáng ít khi ăn lắm. Giống con buổi sáng là con không ăn luôn á. Hôm qua là ăn cái máy của con phải không? Dạ. Má ăn chưa? Con má chưa ăn được, sáng sớm chưa ăn được. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà bánh căng qua hơi. 30.000 là hết nhiêu đây luôn hả má? Ừ. Cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 cái. 11 cái. Chắc 10 tặng 1 quá. Cô bán 3.000 một cái. Chưa tới 3.000, 11. Cái này là hè hay hành vậy má? Hè sao cậu nó bự quá ha. Con ăn cái nữa no rồi đó. Con mà được canh đó này, con cái đầu đó. Dạ. Huy chở má Huy đi tắm biển sau khi đưa các cháu đi học và ăn sáng thì bây giờ là vừa quay lại để lấy cái nón bảo hiểm vì Huy đội cái nón này, Huy tưởng Huy đội nón bảo hiểm rồi. Quên quay gì lấy chứ không công an bắt. Đường xuống biển nè cả nhà ơi. Đó, đã tới biển rồi nha. Đường rất là vắng sáng sớm á. Bây giờ cũng 7 giờ kém rồi. Cái bãi đây là đông nhất này hả? Nhưng mà sao sao buổi sáng người ta tắm cũng ít quá hả mẹ hả? Tắm nhiều lắm, bây giờ nãy hôm qua hả? À, giờ này nắng lên nữa hả? Nhưng mà con thích tắm nắng nắng cái này. Con thích có một làn da nâu sikola gợi cảm. Nhưng mà tắm bãi khác được không? Con không thích bãi nào cũng được. Con muốn con đi chứ má đâu có lâu nên mà nó cũng tắm. Bãi này đông quá con. Đây là ngắm thác Nghinh Phong chút được không? Hả? Má là ngắm thác Nghinh Phong chút được không? À, lại được. À. Ở đây có bán cá nè mọi người. Wow, má xuống mua cá. nhà mình còn một đống đồ trên ngăn đá phải không? Con thấy không? Còn nhiều đồ ăn à. Má hơi kêu là còn nhiều đồ ăn chứ đừng có kêu đóng. Tại vì đóng là đóng gì đó hả? Đường mát quá, chỗ đây bán đồ ăn sáng nè hả? Tổ chức
À, lâu rồi có thấy rừng dương nha. Biển ở bên Thái Lan ít có dương lắm, không có dương. Biển ở mình quê mình mà có dương như này, thấy không, rừng dương này đó. Có mấy cô chú thôi tự vậy là ghế đó tự đem lên chứ đâu có quán nó mở đâu, tự đem lên đó rồi nhảy dây kìa, còn cái em nó nhảy dây rồi, để chưa làm trước con đâu qua lại đây cho nó nắng á hả, vậy để xe đây luôn hả má, khỏi gọi gọi cho mất á hả, ở mình cũng có mất mà hả, mình ở đây đâu có nhiêu đâu, dương đẹp quá má ơi. Cái bằng non về kêu hay rồi mẹ, về kêu làm mẹ nhớ là tiền thơm rồi mẹ, có cái bài hát hát của chú mẹ con đi hả, để đây luôn khỏi gửi đi không, hay chứ cái còn có chỗ gửi mẹ sợ mất, mẹ mới nói sợ mất. Một hôm mà trắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm mà trắng bỗng nhớ tiếng hát em. Nào bữa con yêu qua 87 này nè. Nắng lang thang hoài. Ủa không phải. Để luôn. Giờ quá. Mấy người du lịch là đi mấy cái xe này nè. Khách du lịch đó cả nhà. Đây là 300 một chiếc. Vậy là mình muốn đi đâu mình phải chở mình đi. Vậy hả? 300 ngàn đó hả? Mấy người này là chắc ở từ Sài Gòn về đó. Mình là người địa phương cho mình. Bây giờ 7 giờ cũng đâu có trưa đâu. Có khách du lịch nước ngoài không má? Nhưng ở đây có cái nước cho cái có cái chỗ mình tắm nước lại nè mọi người, quá hay quá, hồi xưa không thấy. Trưa thì ra mới có 7 giờ cho mấy em cầm khăn lông đi đâu cầm đi con, bỏ trong túi ba lô con nè. Biển êm quá ha, biển đẹp, nhìn thấy biển là những nỗi đau khác sẽ xoa dịu, được êm đềm hơn, không còn buồn. Chú cái anh này anh tập yoga kìa, anh tập tư thế con rắn hay sao, tư thế rắn hổ mang, được không, inhale exhale, hít vào thở ra để làm một bài tập yoga. Dạ dạ. Phải đem theo ba lô. Anh đặt ba lô là má sợ mất lắm. Mẹ hơi sợ mất. Nên nó mẹ hơi nói bà lấy cái bì bóng người ta không có nhìn. Bỏ cái ba lô người ta nhìn. Mình tắm ngay đây mà ai đâu lấy má. Biển êm đẹp quá. Ở biển êm thích quá luôn á. Trời ơi biển đẻ quá mát. Ô sao đẻ vậy ta, giống như ở bên Mỹ vậy trời. Biển nó êm đi nha.
khởi đồng cái hả? Mẹ hơi hỏi hơi chưa xuống rồi, nó hơi khởi đồng. Quay quay chim này con, chim bay kìa. Đây nè. Đây nè, chim này con bay nè. Mẹ hơi kêu chim bay quay kìa. Chim á mọi người. Chim bay về tổ. Cát mịn, cát vàng. Biển Phú Yên là cát vàng nha cả nhà, tùy biển. Nhưng mà biển chính ở đây là cát vàng. Còn có những cái bãi biển khác như là Đà Lạnh, Long Thủy rồi cũng có cát trắng rất là đẹp luôn. Và ở Đà Lạnh nó có một cái chỗ rất là đẹp. Hồi xưa đi Huy nhớ là quê Huy có cái chỗ đó đẹp, ở là đẹp luôn. Đập hàng hay là gì á, đập hàng. Bây giờ có nhiều cái nơi mới giống như là gì vòm vòm rồi thác hòm gì á, giống như cái vực này nè, sông nước chảy xuống. Nhưng mà trong ký ức ngày xưa là cái đập hàng là đẹp lắm, nước nó trong nó đẹp lắm mọi người ơi. Khởi đồng một chút cho cơ thể nó dẻo. Trời ơi cát nè, trong nước trong mà đã quá, nắng mà xuyên qua luôn cả làn nước trong mát. Mẹ Huy đang bơi kiểu con chó, con người hay là bơi kiểu con chó con... nhiều khi tôi không hiểu. Má sao con người mình lại bơi kiểu con, không bơi kiểu con người mà bơi kiểu con chó nè. Thiệt mà. Nước trong. Cá bơi kiểu con ếch nữa. Bơi ngửa nè, má ơi bơi ngửa nè. Wow, làn nước rất là êm. Trời ơi, đã quá mọi người ơi, đã quá. Mặt trời đang rọi vào đây, vitamin D đang chiếu xuống. Hưởng hết vitamin D cao lên được chút. Tại hơi lùng lắm. Chán ghê bà má Huy, bà đi giới thiệu Huy, bà đi nói với người khác Huy mai Bangkok gì đó. Mắc cỡ quá, tự nhiên kêu ông lại để chụp với má với mấy chị. Má Huy với ba Huy hay tự nhiên hay đi giới thiệu Huy làm, hồi xưa tự nhiên hay đi giới thiệu Huy làm ca sĩ diễn viên. Huy không có thích đó mọi người. Huy không có thích, Huy thấy mất tự nhiên lắm. Cho nên là Huy lơ, má kêu lên kêu. Kêu lại chụp một cái mọi người, tự nhiên kêu chụp với người lạ. Wow, biển đẹp quá nè mọi người ơi. Những chàng trai sáu múi. Những cô gái thân hình đẹp. Wow, biển thật là đẹp. Huy vừa mới bơi với mẹ Huy xong nè mọi người. Quá trời tuyệt vời. Nhưng mà có một cái lưu ý ở đây á, là có những bãi biển rất là đẹp và cạn và mọi người có thể bơi an toàn. Nhưng mà cái bãi biển ngay mà bãi biển Tuy Hòa thì một số nơi đó, nó bị dễ hụt chân.
cho nên mọi người đi mọi người lưu ý nha. Thì bơi hôm nay rất là tuyệt vời luôn, ít rất là mát, rất là tuyệt vời. Nhưng mà ý là Huy chỉ có lưu ý một cái tiết nhỏ là bãi biển, ngay bãi biển Huy Hòa là có một số chỗ nó hơi bị dễ hụt chân đó. Gì mà cứ quay người ta vậy mẹ cười luôn á, người có nhiều người người ta không thích quay người ta. Không, con bé tắt cái này nghe. Không, không có tắt. Nói cho mẹ biết, ý là có nhiều người người ta không có thích quay. Không, mà con đi quay mấy chuyện người này cười lắm, con dặn hồi nãy rồi. Tự nhiên hồi nãy mẹ hơi kêu hơi là chụp hình người lạ rồi. Rồi quảng cáo con nghe nói, từ xa con nghe mới nói thôi mẹ Bangkok gì nữa phải không? Trời ơi, mệt mấy ghê luôn á. Rồi con bấm rồi ạ. Giờ mẹ đi theo con thôi. Xong rồi. Đôi lúc nếu mà có sứa thì mọi người sẽ bị sứa quốc. Cho nên là hơi đau một chút nha. Bữa nay biển đẹp quá ha cha. Xỉu luôn. À, mấy bữa mà tắm đẹp hơn ngày xưa ta. Không, nó à, chắc giờ do có khách du lịch ở con sạch sẽ. Đáng này có khách du lịch lên thì nó sẽ đông hơn đó. Không có khách du lịch nó mới sạch hơn. Không, đây là sạch đó. Biển bữa đây á, tắm thấy không có sóng, tắm thấy yên tâm. Giặc dụt quần quê là hãy chân lệ thơ, mấy tông chân ca râm là dù cặp chân đời mày brother nào cứ. Thôi đi về. Vậy con có tắm nước không? Lên tắm lại chỗ tắm kia. Tắm nước, để nước muối cho nó mặn mè. À, thôi lên đi về ha, mắt tắt nha. Cô kia cô đi tắm. Yeah. Mẹ muốn quay cái gì? Đây giống như người gì mà chùm mặt chùm. Bữa giờ cũng chưa giới thiệu mẹ là tên gì, ba tên gì hả? Bây giờ xin giới thiệu với cả nhà, mẹ này tên là mẹ Nhung. Đến từ thành phố Huế. Mọi người hỏi mà là ở Huế hả? Nhưng mà mà của Huy là ít có nói giọng Huế lắm, bởi vì là cũng vào Tuy Hòa là theo chồng á, cho nên là chị ít có nói cái tiếng của mình, chị phải theo chồng cho nên chị nói giọng nhẹ. Không, không phải theo chồng mà hồi má đi học á, các bạn hay nhái cái giọng của má. Vô đây rồi lần đã lại lần chứ mà bố hồi con nhỏ mà. Có nghĩa là chị ngại người khác ngại giọng chị, cho nên chị phải nhẹ lại để cho phù hợp với cái nơi mình sinh sống, phải chị. Cha mày là cha con đang ở nhà đâu có đi tắm biển đâu mà nói. À, Huy chạy bơi xong thì Huy chạy xuống cái chỗ tháp Ninh Phong quay cho mọi người coi buổi sáng nó đẹp khác buổi tối hay bữa như thế nào. Và quay cho mà Huy hỏi mẹ ở quê mình ở cạn này thì có cái chỗ đây hồ bơi là giá là 150 một người.
nó hơi cao, tại vì trong này là resort Bosa Opa nha mọi người nha. Và nếu mọi người muốn không có điều kiện là bơi 150 thì ở đâu ở bên đây phải dưới đây này là cả 20.000 bữa du qua nó con á phải không? 20.000 là ngoài khoan, 20.000 là đường Trường Chinh. À vậy hả? Không phải ở đây hả? Không. Sao bữa nó nói chỗ đây? Không, chỗ này tận 50 là còn 20 là đường Trường Chinh. Vậy là có 50. Con nói như đây nè, đây là có cái tầng hầm đi ra nè, tầng hầm đi ra. Có tầng hầm dưới đất luôn hả? Ừ, tầng hầm. Wow. À đây tầng hầm này giống như tàu điện ngầm vậy á. Vậy đó, là tầng hầm đi ra. Ồ, vậy là đây ở Phú Yên. Bên này nè, con tầng hầm từ đây ra đây luôn nè. Thì đúng rồi, thì ý con đang chỉ là từ chỗ đây đi qua chỗ đó nè. Là tầng hầm nè. Là giống như tàu điện ngầm vậy hả? Nhưng mà không có tàu điện. Chỉ có cái đường hầm thôi. Ý là có cái đường hầm đi dưới đất này mọi người, là thông qua bên đó là đi cái hồ bơi bên đó là 150, còn ở sau lưng Huy là có 50, còn ở trước mặt là muốn rẻ hơn nữa là 20.000 nha. Còn muốn miễn phí là đi quẹo phải xuống dưới biển đâm thẳng xuống bơi luôn, có nước muối cho nó mặn mè. Đi mọi người, đi tiếp ra tháp Ninh Phong cho mọi người coi chút buổi sáng thôi. Quá wow, trời ơi đẹp quá. Huy mới nói trời cái gì đẹp vậy, giống như biệt thự vậy. Mẹ Huy nói là của cái khách sạn đó nó hở má. Vậy là cái khách sạn đó là cái chỗ hôm nãy ở là chung, còn cái khay này là mắc tiền hơn này ha. Đây là quá trời đẹp vậy trời, đẹp giống như ở bên nước ngoài luôn á. Mà cái phần biệt thự á, riêng mắc tiền á, thuê trước biển á mọi người. Nó Stella, đâu phải má, cái kia là khác, cái này là Stellia. Còn cái kia là Bo Alpha. À, vậy là đi đường khác nữa, bên kia đi. Không, ý là hai cái khác nhau. Cái màu trắng này là của El Stellia. Cái này đẹp hơn nè, cái này nó riêng biệt hơn. Còn cái kia là nó bự. Ô cái này đẹp quá vậy, nó màu trắng biết nhiều đêm của, để sợ. Mua đây được, chứ mua lạnh mà về, mua đông mà về ở đây lạnh lắm. Chỉ bắn mà về ở đây ở trong nhà, chứ đông đi ra. Thì mùa đông ai đâu đi biển. Ở đây có biểu diễn ca nhạc nè. Đó, tháp Ninh Phong trước mặt cả nhà nha. Tôi sẽ tới quay cho cả nhà xem cùng với mẹ mình. Mẹ mình chứ không phải là mẹ mình. Mẹ mình. Mẹ mình chứ không phải là mẹ mình. Đó, đây là tháp Ninh Phong đó cả nhà. Khách du lịch cũng đi tham quan á mọi người. Buổi sáng nè. Hôm bữa là mình buổi tối là có hệ thống đánh đèn. Lấy ý tưởng từ ngành đá dĩa và truyền thuyết của Việt Nam mình, mẹ áo cơ và là bố lạc Long Quân để trăm trứng trăm con trong một buổi trưa nắng. Ngành đá dĩa nhiều người cũng đến đây để chụp hình. Wow, đây là tháp Ninh Phong nè mọi người ơi. Nhưng mà Huy đang bơi với mặt cái quần bị ngại quá thôi, mình quay sơ sơ về buổi sáng. Khách du lịch đang vô rất là nhiều nè cả nhà. Thôi mình đi mọi người ơi. Wow, đẹp chưa nè cả nhà. Huy không biết cái này là người ta xây chắc là chung cư ha má, chứ không phải khách sạn đâu. Cái này là giống như nhà ở đó, nhà ở mà giống như là không phải là dạng chung cư mà là dạng như nhà ở mà xây giống nhau á. Thì đó chung cư dạng như là nhà ở hạng sang á. Đẹp quá, xây đẹp ghê á má. Còn ở trước là cái khách sạn sang Stellia đó. Hồi nãy mình thấy là ở trước á. Còn cái này là nhà ở. Xây cũng đẹp quá ha, sang ghê ta. Còn xanh xanh là con mê. Xanh này là xanh hy vọng đấy. Còn hơn xanh biển nó mới đẹp, nó sang, nó trẻ nữa. Còn màu trắng cũng đẹp, hơi giống Hy Lạp quá ha. Thiệt ra cái màu trắng, cái màu xanh này là của cái Hy Lạp á, cái Santorini á. Cái mà ở bên Hy Lạp á má hả? Nó có mấy cái nhà ở cái kiểu vậy nè, màu trắng với màu xanh á, gọi là gì, Santorini quên rồi, công viên Santorini. Ồ, nước tưới cây tự động. Đó, cái này là đằng sau á má, đẹp ha. À, cái chỗ đây là Rosa nè, 150 bơi á. Rosa đó, Rosa đi vô này. Còn ở trong này là có cái chung biệt thự này, vô đây quẹo này coi thử. Ở đây có khách sạn Spotlight. Không, mình thấy cái này đẹp nè mấy ơi, cái nhà này nè. Cái nhà này nè đó, cái nhà này nè, nhà nhỏ nhỏ này nè. Đó, mấy cái nhà nhỏ nhỏ này nè.
đẹp quá. Ờ, giống Đà Lạt á, giống như cái chỗ chị Lý Nhã Kỳ á. Chị Lý Nhã Kỳ chị mướn một cái khu đất mua, chị làm khách sạn giống như nè, chị mở những cái khu nhà giống như nè. Trong một cái khu ở Đà Lạt á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mẹ ở đây mẹ cũng chưa đi hả? Ừ. Nhiều cái đi đường ra đường tính thôi. Ờ. Thôi mình đi thẳng đường này về luôn cũng được. Vâng. Hoa giấy nè má. À cái chỗ đó là cái của mấy cái nhà của khách sạn 150 hồ bơi á. Còn cái hồ, còn cái khách sạn mấy cái nhà hồi nãy thì đẹp hơn nữa. Cái nhà hồi nãy ở dưới kia kìa. Cũng là của khách sạn khác luôn chứ không phải của khách sạn này. Cái này thì sai chữ khác. Còn cái hồi nãy không thấy cái nhà trắng trắng như cái đẹp. Đó. Nếu mà ai ở trong cái khu đó thì rẻ hơn. Khu ở trong trung tâm á, tại trung này cái nhà riêng biệt đó, nó là gọi là penthouse á, phải không ta? Penthouse á, cái dạng như cho gia đình thuê á, giống như họ mình ở Pullman ở Phúc Nhị Bằng thuê á, là một cái nhà như vậy là một ngày là 20 triệu phải không? Hồi xưa đó mình thuê đám cưới đó, đi đám cưới phải không má? Hồi gì nói là 20 triệu một ngày á. Không, một ngày á. Không, bà đi thơ một ngày. Nhưng mà nếu mà tất cả các phòng luôn đó, mình đi đâu mà đi đâu một phòng mà sao chứ. Đây là các phòng không. Đúng rồi, một nhà là một phòng đó. Một nhà không, một nhà là nhiều phòng. Có nghĩa là một nhà là 20 triệu một ngày á. Full man thì có. Ở Phú Quốc á. Nhưng mà cái này là gì mà đó, Pito. À, tiệc cưới. Pitopia hả? Tiệc cưới, à, tiệc cưới, à, cũng đẹp quá ha, xây la lài đẹp quá ha. Nó nằm ngay góc Bùng Binh nè cả nhà. Bên này là à, đây là Vincom á. Vincom là trung tâm thương mại tại Phú Yên nha cả nhà. Ở Phú Yên cũng có Vincom. Đây là cà phê Highland đó. Mời cả nhà tới chơi nha. Có buffet chay nữa nè, ai ăn chay không? 150. Đây là viện bảo tàng của Phú Yên nha cả nhà. Cũng rất là đẹp. Theo kiến trúc rất là dễ thương. Và có ngay khúc đây là có cái hồ điều hòa rất là đẹp nè. Huy quay cho cả nhà xem. Trước khi Huy đi về, Huy rủ bố Huy đi ăn sáng chung là cơm gà với mọi. Thì Huy quay cho cả nhà cái hồ điều hòa. Tại vì hồi xưa là hồi ở đây là chưa có, nhưng mà giờ về là có cái hồ này rất là đẹp luôn. Ban đêm là mọi người cũng hay đang ngồi chơi cặp hồ bịch, chơi gì đó. Còn giờ buổi sáng là nó nắng, nhưng mà nó đẹp hơn. Thì giờ là mình thấy rõ hơn á. Hôm qua con dương trình sẽ bị chó cắn vào đây nè, ruột theo hai lần luôn. Tự nhiên chó không rò mò không lại, ruột mà chạy lên mà đứng cười nữa chó. Người ta nuôi mà người ta đứng cười. Chó thả ra dữ như là... Ý là con chó nào hiền không nói mà biết con chó dữ mà cũng không rò mò. Đó, đẹp quá hồ này nè. Sao cái hồ nó làm đẹp chứ hơn, nó lượn lượn lên đẹp người ta. Giống như ở trong ngày xưa, kiến trúc này giống ngày xưa. Ôi về được rồi, nắng lắm mẹ ơi. Đây là hồ điều hòa nha cả nhà ơi. Ở đây có rất là nhiều nhà hàng ở Phú Yên nha. Như là lẩu nướng Hàn Quốc nè, xong rồi Kikochi House. Cũng có rất là nhiều cái kiến trúc khác. Mẹ muốn cái gì này? Muốn này đi. Gì hả? Cái màu trắng trắng kia là gì đẹp quá vậy má? Nào đâu? Ở trước á. À,